Có một con lên ba, hai con lên ba. Má bọn Mihoyo bọn nó biết làm ra cái mặt face sao rất là đẹp nhá, xong giờ bọn nó cứ run mà face sao riết à. Tại sao lại bắt được con Rakan 3 nhỉ?
Mẹ ra mẹ siêu kẹo. Tôi xài Samsung, kéo phải xài mẹ mày iPhone, sao mà biết cho. Đủ mẹ. Ồ, bắt anh ba rồi. What the hell? Sư ơi. Ủa? Sư. Bây giờ nha, em không chê anh nghèo. Giờ đây em bao nuôi. Ừ, em bao nuôi. Chê. Năm bao nuôi. Dạ liền. Mẹ phải luôn. Ủa, cái này 2 con rắn rồi. Bao nuôi, nếu như là mày cưới chồng mày thôi. Đó. Còn em thì sao? Yeah. Mày tự lo, mày vừa vừa ăn bao thì xe mày hơi nhiều rồi. Mới tập hình mày là mày cái thằng đầu tiên gì đó, mày là thằng đầu tiên á, mày trong cuộc đời anh phải bao tới tận gần 300.000 tiền xe nhá. More senkai, I need you spawn more IT and yeah. Payment hết cứu. Trời, mọi người tôi đang cô đơn mà. Oh no, tôi mất go man, tôi mất go. Hết cứu mà, tôi đang cô đơn mọi người, tôi đang cô đơn đi. Rồi hay. Ồ, được rồi. Cái gì mà có 10 tỷ? Mày có 10 vô rồi. Anh mua vào. Sao? Là số cô độc đúng rồi, qua số cô độc mà. Mua được thì mua. Mua được càng tốt. Chứ đâu. Số mua được càng tốt. Trời ơi, tôi là một cô độc thân vui tính mà mọi người. Mọi phải biết là tôi cái loại người mà sẵn sàng ngồi mà sẵn sàng bắt ghế ra ngồi dưới mưa xong đánh đèn đánh đèn mọi người biết không? Tèo. Không thực ra thực ra là ngồi đánh bài phim của bố dạ. Tèo. Má quên một con 5 tiền khác cũng đang ngồi ở đây. Gì? Dở rồi, không sao. Tao nha hết rồi. Nhưng bán mẹ mày đòi hỏi gì hả tao? Dở chưa? Ngờ, cục sông kiếm. À, dở, lắp đồ lại rồi. Coi như chưa có gì xảy ra nhá, lắp đồ lại. Lắp mất bảy hộp kiếm à. Má quên là còn một con nữa. Tưởng nó có content 5 vàng 3 sao mà cũng không có gì cả. Đây rồi, mất 7 thân bắn số ảo rồi. Không biết sao chết được con Rakan 3 này. Give me again, no man, I need 5 vàng 3 sao, real bad. Là có con cũng được năm mươi ba sao khỏe thôi. Đây là một cốt truyện đúng không, đợi tôi chút nhé. Tưởng có con 5 vàng 3 sao đầu tiên chứ má quên là còn con gì nó đứng nữa. Con không, ông phải... Sao bạn lại? Cảm thấy đang chưa đó.
em gái. Quá mại. Thì mà có thể con Serac là con Tam Ken 2 được không? Không cho mình chạy 5 tiền luôn mà. Ồ, chạy em gì? Lên châu, lên chín xong cái, lên chín xong là... cái nó đấm cho không ngóc đầu lên nổi. May mà máu mình nhiều. Ố, cái này xài được cứt. Phải loại rác vãi. Trong con smaller mãi không lên 2 là mình mất cả đống máu. Hay quá. Ăn ngày thua rồi. Đồ con Kama đi, đồ con Kama game 16. Để xem còn nhiêu ngày nữa. Ông bây giờ sẽ đi dành cái banner này. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Khi mà cả hai Serac này lên đồ gì đây? Serac đồ gì đây? Serac đồ gì đây? Nó lấy cái lõi đầu tư giờ, nó rồi nhiều lắm. Serac này lên đồ gì đây? Để hỏi em. Lên đồ phép, lên đồ giống con Nami thôi. Khô vậy. Mà giờ Nami cầm đồ hết trơn rồi. Ăn luôn đi. Không bán. Không bán. Không bán. Anh lấy cái đấy làm cái gì? Lấy cái ẩn chính đấy làm cái gì? Bốn cái làng. Bốn cái làng. Kệ anh em ơi. Anh thích như vậy đó. Bốn cái làng. Anh không lấy con Tam Ke ăn. Con Tam Ke khỏe hơn mà. Không bán. Cho con Tam Ke lấy tanh. Lấy con Serac làm gì? Không bán. Không bán. Ngoan. Serac mạnh hơn, Serac là tính theo bùa mà. Ít đẹp anh ơi. Serac tính theo bùa mà. Càng càng mua nhiều bùa càng mạnh thôi. Hay rồi, tới bùa rồi nè. Dạ sơ. Ôi dạ sơ. Rồi lo hi cức. Euro, Euro nó qua kia rồi. Euro, Euro lại. Chết rồi. Chết rồi. Em biết là cuối nào. Chỉ là cứu đau không? Rồi, giết nó đi em, giết nó đi. Đỏ đen không? Em đang cầm trên tay là cây... Glass Glitter gì ta? Cho anh xuống vào rồi này. Em nhiều tiền lắm luôn á. Cho em. Mà anh đâu có cần đâu. Bảo là anh cần cái Tam Ke đâu. Những cái Tam Ke này để đi cái bị thừa quá vậy. Nó bị anh nói là tội lỗ nhưng anh bán đi rồi. Sàn quá hoàn hảo luôn. Không có một Tam Ke nào cả. Quá perfect. Có nguyên con rồng luôn. Nguyên con rồng luôn, vậy sao?
lòng chết sớm nha. Mày yếu quá nha, mạnh lên đi bạn. Đi. Bài rồi đó. Đi luôn. Hay quá, con rồng anh còn sống. Đánh nó bậy tới chết. Oh. Ha ha, rất nhiều Dila và rất nhiều Akali. May rồi, gặp may rồi. Tôi cũng sao. Vào ngay xích của anh. Không không không. Không bị cất. Dạ. Đây rồi. Khó luôn. Mình đã có ứng tái tạo không thôi. Mà cần một con nữa. Một con đua nữa nha. Đua ba đi. Tốt cho một loại xương ớt được làm từ những gia vị cây nóng nhất đến nỗi nó phải bốc lửa. Nhưng mà đó là những gì trong khi mô tả vị thì ở ngoài nó sẽ như thế nào. Ở đây mình có một số loại ớt từ phong cây đến rất cây. Những loại phong cây sẽ quyết định hương vị của sốt để tất cả đi nướng trên lửa lớn đến khi vỏ ngoài hơi cháy tách ra khỏi thịt. Mục đích là để dễ làm bỏ lớp vỏ bên ngoài, giúp sốt mạnh hơn và thu được tối đa hương vị sau khi nướng. Inferno là một loại xương ớt phổ biến, không chỉ vị cây nóng mà thứ đặc trưng nhất của nó là nhiều mùi thơm từ cái loại phong cây sẽ được đặt chính bằng các xào trong cơm của miền Tây. Tôi lấy hương thơm, đem vào đây muối, tiêu, hương thảo và một ớt rồi mang đi xay nhuyễn những loại ớt cây còn lại. Lý do là vì khi tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài thì chất tạo vị cay trong ớt là các chất dịch. Nếu muốn thu được tối đa vị cay thì hãy xay cả trái. Sau lần đầu thì thêm vào 4 tép tỏi và một chút nước, rồi tiếp tục xay đến khi nó bắt đầu mạnh thì thêm nước cốt chanh. Để bảo tất cả được hòa quyện, sau đó ngược lại sẽ sốt Inferno. Nó có màu cam đỏ, nồng, nhẹ, giúp mình nhanh. Mình cấp đồ nguyên. Cấp thể. Mình có nhiều đây không ta? Dây, hay. Bài lột con nu nu. Cái lò gì? Con nu nu ai bảo anh đâu. Nhưng mà nó làm sao? Anh nhấp cho nó to vai đai. Thì thôi. Mày dùng phim phóng thần. Cây cây bù thăng hoa cái gì vậy trời? Tà thần sẽ hồi sinh khi tử trận lần đầu mối giao tranh. Cái tà thần cứ gắn nhà luôn. Chắc gắn nhà Soraka. Chơi. Chơi vui. Soraka carry đó. Thank you.
Xin nó ra đánh cho nổi. Dịch này đang có tỷ lệ chim mẹ cho Dịch cặp ngon hơn. Lắm rồi đó.
Cảm xúc quá. Oh.